Có bác sĩ, tôi là Nguyễn Văn Công, năm nay tôi 64 tuổi. Vâng. Tôi mới bị bệnh tiểu đường thời gian gần đây. Vâng. Cái đường huyết của tôi là 10.5. Vâng. Nhưng tôi đã bị tê bì, châm chích trên da, đặc vâng. biệt là nóng rát ở cái phần bắp chân. Vâng. Hiện tôi thì đang uống thuốc viên của bác sĩ kê, nhưng cái đường huyết của tôi thì nó cũng lên xuống thất thường lắm. Vâng. Tôi cũng rất mong bác sĩ tư vấn giúp các cái biện pháp để tôi cải thiện cái đường huyết. Vâng. Xin cảm ơn anh Công, 64 tuổi đã gọi điện về chương trình. Anh thì mới mắc bệnh đái tháo đường, nhưng mới là vì mới phát hiện, chính xác là như vậy. Chứ thực sự bệnh có lẽ đã phát hiện từ lâu, phát triển từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra thôi. Chứ mới có một vài tháng mà đã có biến chứng tê bì chân tay ở mức độ 2, tức là đã có gọi là nóng rát cái bắp chân, thì đấy là mức độ 2 rồi. Thế thì xin thưa anh, đã có biến chứng và mức đường huyết luôn ở cái mức là cao, đúng không ạ? Như anh vừa nói là trên 10 chấm, đúng không ạ? Ở đấy mức độ cao. Và cái tác dụng của thuốc tây của bác sĩ vừa rồi ấy, mấy tháng vừa rồi chưa đạt hiệu quả. Đấy. Thế thì nếu nó cao nữa thì lại phiền phức là phải tiêm insulin. Thế bây giờ trong tình hình này, anh nên kết hợp với thảo dược hộ tạng đường. Nên kết hợp. Trong giai đoạn đầu chúng ta kết hợp, còn giai đoạn đầu đối với từng bệnh nhân là khác nhau. Có người 3 tháng, người 6 tháng, người 1 năm, 2 năm, 3 năm. Giai đoạn đầu tức là chúng ta kết hợp thuốc tây và thảo dược. Ở đây hôm nay là hộ tạng đường. Chúng ta uống cách thuốc tây ít nhất 1 tiếng đồng hồ trở lên về thời gian. Và đối với thảo dược hộ tạng đường, uống khi đói, trước ăn 1 tiếng hồ hoặc sau ăn 30 tiếng hồ, như chúng ta đã trao đổi về cũng như ở các bệnh nhân trước. Và uống lộ trình ít nhất là 3-6 tháng. Giai đoạn đầu anh kết hợp giữa thuốc tây và thảo dược hộ tạng đường, đến khi anh thấy mức đường huyết của anh giảm lâu dài, ổn định lâu dài, anh có thể thay từ từ, bỏ dần dần thuốc tây. Lúc đầu đang 2 viên bỏ 1 viên, sau một viên có thể bẻ đôi hoặc cách nhật. Chúng ta duy trì cái cách sử dụng như vậy đến lúc đường huyết hạ về mức an toàn, tức là dưới 6 đấy, ổn định, chúng ta bắt đầu bỏ dần dần thuốc tây. Đấy. Còn đến lúc thuốc tây bỏ rồi, chúng ta có thể tăng liều hộ tạng đường, miễn là bởi vì chúng ta xét nghiệm đường huyết ít nhất 1 tháng 1 lần bằng máy đến bệnh viện mà. Còn không, cái test thử tham khảo rất quý, đó, tự mình đánh giá được, thì mình có thể bỏ được thuốc tây. Lúc đó chỉ cần dùng mỗi hộ tạng đường. Đây, một vấn đề, nhưng chúng ta có thể nói hai vấn đề. Chúng ta phân tích như vậy thì tôi mong anh Công chúng ta sử dụng đúng cái hướng dẫn của chúng tôi. Và ba vấn đề khác luôn luôn nhớ, đặc biệt là chế độ ăn dành cho bệnh nhân đái tháo đường, đúng không ạ? Ăn một bữa chỉ có nửa bát cơm trưa, nửa bát cơm tối, còn bữa sáng không ăn xôi ăn cơm gì cả, mà nên ăn một bát hoặc miến hoặc mì hoặc bún hoặc phở, không có đường. Đấy, thì tư vấn toàn diện theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, anh nên thực hiện như vậy.